Chưa chị ơi, em chưa có gì hết, rồi chị bay ra chị. Rồi. Giòn rồi, candy là kẹo sữa chua. Đúng rồi, y chang kẹo sữa chua. Thôi mà mở túi ra thôi mà đó. Anh mở ra. Xé đó, trời ơi, dễ cái móng tay cho dài vô rồi xé cũng không được nữa. Chán đời. Ui quá hả, nghe giống mùi thuốc á. Đưa cho lại cục coi, đưa cho Thư cử cục coi. Thơm ha, thơm mùi giống như thơm thơm mùi sữa chua. Thơm mùi sữa chua. Liếm trước. Bắt đầu nhai từ từ. Đúng rồi, vô nghe mùi sữa chua hả? Chua là gì mừng bạn chưa có liếm nước miếng vô bạn mới chua. Ổn không? Kẹo không? Thì kẹo giống như kẹo dẻo. Xong rồi nó có vị chua vô thôi. Cái vị này vị đại tràng. Không dám đâu, tôi lần đầu tiên tôi mới ăn đó bà. Bà nổ vừa thôi. Đợi ăn mấy cục mấy vị kẹo dẻo kia chưa? Chưa, thì tôi mới nói là tôi mới ăn đầu tiên. Thì đó, vậy nên là lợi đó mới không dám, còn có ăn nhiều loại kẹo rồi nó giống như cái vị thì đại tràng. Thấy không? Để bà ăn nhiều quá với bạn ngán á, giống như mai mốt bạn quen quen bồ cũng vậy, quen nhiều quá bạn ngán là không á. Dẻo. Có vị chua nè. Rồi lên men. Thơm mùi gì nữa. Mùi này lạ lạ, giống mùi bạc hà nhỏ hay sao á. Đúng không? Bạn cắn bạn nhai từ từ bạn cảm giác cái vị rồi bạn nhai giống như nhai